Kính thưa vị, cựu tổng thống Nam Phi trở lại bệnh viện để xét nghiệm định kỳ, tin từ UNO Nam Phi. Chính quyền địa phương thông báo cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela phải nhập viện theo định kỳ kiểm soát sức khỏe. Sức khỏe của ông Mandela rất tốt và không có triệu chứng bất thường nào. Hôm thứ Bảy, cựu tổng thống Nam Phi nhập viện theo các chương trình định kỳ khám nghiệm sức khỏe tổng quát dành cho những người lớn, tuổi đặc biệt dành riêng cho cựu tổng thống Nelson Mandela. Ở tuổi 94, vào tháng 12 năm ngoái, ông Mandela phải nhập viện vì chứng bệnh nhiễm trùng phổi và giải phẫu, lấy những viên sạn nhỏ trong thận. Tình hình sức khỏe của cựu tổng thống đã ổn định ở tuổi 94. Ông Mandela sau hơn 27 năm trong tù đã trở thành tổng thống Nam Phi da đen đầu tiên vào năm 1994 và sau đó được giải Nobel Hòa bình. Đảo Robben, khu vực nổi tiếng Cape Town đã trở thành nơi cựu tổng thống Mandela nghỉ hưu trong suốt 18 năm qua. Cựu tổng thống Mandela đã được mọi dân chúng Nam Phi yêu mến và trở thành biểu tượng tranh đấu quyền lợi cho dân chúng, thưa quý vị.